Xin kính chào quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh youtube Điểm tin bóng đá Bản tin bóng đá tối ngày hôm nay 19 tháng 1 gồm những tin tức chính sau đây, mời các bạn cùng lắng nghe Các bạn thân mến, tiếp tục với phần Điểm tin bóng đá ngày hôm nay, mời các bạn đến với những tin tức chính sau đây U23 Việt Nam hưởng lợi cực lớn ở SIGIS 31 Báo Trung Quốc chê tuyển Việt Nam chỉ ra cơ hội cuối cùng cho HLV Park Seo đội hạng 18 thế giới dành sự tôn trọng cho tuyển Việt Nam. Rõ thứ hạng của thủ môn Việt Nam trong cuộc bình chọn thủ môn phút xoan xuất sắc nhất thế giới. Mời các bạn cùng đón nghe. U23 Việt Nam bất ngờ hưởng lợi thế cực lớn ở SEA Games 31. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm qua, 18 tháng 1, hội nghị trưởng đoàn SEA Games 31 lần thứ nhất đã được tổ chức tại Hà Nội. Hội nghị có sự tham dự của 11 đoàn thể thao khu vực Đông Nam Á phía chủ nhà Việt Nam do ông Hoàng Đạo Cương, Thứ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch đã là người chủ trì. Ngoài cung cấp thông tin về công tác tổ chức cũng như địa điểm thi đấu, chương trình thi đấu, nội dung thi đấu, công tác chuẩn bị, thủ tục xuất nhập cảnh, hội nghị cũng đã lên kế hoạch để có thể đón khán giả đến sân của vũ tại các nội dung thi đấu ở SEA 31 tại ở Việt Nam. Theo đó thì căn cứ vào tình hình và mức độ dịch bệnh, ban tổ chức cũng quyết định đón khán giả vào các địa điểm thi đấu hay không và đã đưa ra phương án là theo ba mức độ Thứ nhất là không có khán giả. Thứ hai là hạn chế tương đương là 10 đến 30% sức chứa và cuối cùng là cho phép tối đa 50% sức chứa của các địa điểm thi đấu. Nếu như khán giả được phép vào sân của Vũ tại các môn thi đấu, đây sẽ là nguồn động lực to lớn cho các cổ động viên của Việt Nam nói chung và riêng đội tuyển bóng đá nam U23 Việt Nam. Thầy trò huấn luyện Park Sơ hiện đang là đơn kim vô địch của bộ môn bóng đá nam và đã được VFF giao chỉ tiêu là phải bảo vệ thành công tấm huy chương vàng ở SEA Games trên sân nhà. Được biết ban tổ chức SEA Games đã lựa chọn 3 sân vận động để tổ chức thi đấu môn bóng đá nam là sân Thiên Trường ở Nam Định, Việt Trì ở Phú Thọ và sân Mỹ Đình ở Hà Nội. Tuy nhiên sân Mỹ Đình sẽ chỉ tổ chức các trận đấu bán kết và chung kết môn bóng đá nam chứ không tổ chức các trận đấu vòng bảng. Báo Trung Quốc chê tuyển Việt Nam chỉ ra cơ hội cuối cùng cho Honey Parkser. Quý vị và các bạn thân mến, truyền thông Trung Quốc cho rằng Việt Nam đang sa sút nghiêm trọng cả về phong độ lẫn lực lượng. Trang Sina của nước này vừa có bài viết nói về tuyển Việt Nam. Tờ báo của Trung Quốc dùng một cụm từ là sa sút nghiêm trọng ngay trong dòng tiêu đề để nói về hiện trạng của tuyển Việt Nam. Theo đó thì tờ báo này với phong độ không cao lại gặp vấn đề về lực lượng, thầy trò Park Seo có rất ít cơ hội có điểm ở hai trận tiếp theo gặp Úc và Trung Quốc. Tờ này viết Opa Hang vừa công bố danh sách 32 cầu thủ chuẩn bị cho các trận tiếp theo tại vòng loại World Cup. Về cơ bản thì những gương mặt tốt nhất đều được chọn. Tuy nhiên, danh sách này bao gồm 7 cầu thủ mới chưa từng thi đấu trong màu áo đội tuyển quốc gia. Chấn thương của một số trụ cột ở tuyển Việt Nam vẫn chưa có dấu hiệu khả quan. Thủ môn Văn Lâm, các hậu vệ chủ lực như Duy Mạnh, Văn Hậu, Lao tướng Trọng Hoàng chưa thể trở lại. Mới đây thì Việt Nam còn lại gặp thêm khó khăn trồng chất khi Tiến Linh, Văn Toàn, Hoàng Đức nhiễm Covid-19 Rõ ràng là tình hình lực lượng của họ bị sứt mẻ đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến công tác chuẩn bị của đội bóng này. Không những thế, Việt Nam có lịch thi đấu không thuận lợi ở chặng đường còn lại. Họ phải hành quân sang Úc và sau đó trở về Hà Nội để đối đầu với tuyển Trung Quốc. Hiện tại với việc nhiều cầu thủ chủ lực gặp chấn thương hoặc dịch bệnh, Việt Nam đang phải đối mặt với thử thách rất lớn. Mọi người biết đó, cả ba cầu thủ mới nhiễm Covid-19 đều nằm ở hàng công trong đó tầm quan trọng của Thế linh là không thể thay thế và khó có thể đảm bảo rằng Việt Nam sẽ không có thêm ca nào. Các bạn thân mến, trong phần sau thì tờ Sina của Trung Quốc cho rằng là trận đấu tới đây gặp Trung Quốc tại Mỹ Đình, tức là ngày mùng 1 tháng 2, mùng 1 Tết nhâm dần sẽ là cơ hội cuối cùng để cho Việt Nam giành điểm số ở vòng loại thứ ba World Cup. Nếu không thể tận dụng được lợi thế sân nhà, Việt Nam rất dễ kết thúc giải đấu với thành tích là toàn thua cả 10 trận. Tại AFF Cup, Việt Nam đã thất bại trước Thái Lan Việt Nam cũng có biến động khi một số trợ lý của ông Vang Sơ đã rời đội bóng này. Việc có nhiều biến động ở cả danh sách cầu thủ lẫn thành phần ban luyện càng khiến cho Việt Nam gặp khó khăn hơn trong quá trình chuẩn bị. Điều duy nhất khiến cho Việt Nam có thể hy vọng là họ được chơi tại sân nhà với khoảng 20.000 khán giả. Đây chính là cơ hội duy nhất và cuối cùng để cho Việt Nam giành điểm số ở vòng loại thứ ba World Cup. Tờ Sina viết. Huấn luyện viên đội hạng 18 thế giới dành sự tôn trọng cho tuyển Việt Nam. Quý vị và các bạn thân mến, huấn luyện viên Colin Bell đánh giá cao tuyển nữ Việt Nam và bày tỏ lo lắng về sự chuẩn bị của đội tuyển nữ Hàn Quốc trước thềm Asian Cup nữ 2022. Đội tuyển bóng đá nữ Hàn Quốc được đánh giá là cao hơn hẳn so với tuyển nữ Việt Nam tại Asian Cup 2022 khi họ đang đứng hạng 18 thế giới hơn tuyển nữ Việt Nam 14 bậc. Họ cũng đã 3 lần lọt vào vòng chung kết World Cup và một lần giành huy chương đồng Asian Cup nhưng trả lời báo chí trong nước về đối thủ tại bảng C, huấn luyện viên Colin Bell đặc biệt quan tâm đến tuyển Việt Nam, đối thủ đầu tiên của đội tuyển Hàn Quốc. Cụ thể ông cho biết, trận đầu tiên là với tuyển Việt Nam, một đội bóng được tổ chức tốt, họ có các cầu thủ vô cùng tốc độ và tinh quái, huấn luyện viên trưởng của họ cũng rất giỏi, vì thế mà chúng tôi cần phải chuẩn bị kỹ càng. Đội tuyển nữ Việt Nam vượt qua vòng loại thứ hai với hai trận thắng ở bảng B trước Tajikistan và Maldives ghi 30 bàn và không thủng lưới một lần nào. Thầy trò Mai Đức Chung cũng vừa trải qua chuyến tập huấn ở Tây Ban Nha và bất bại 6 trận giải hữu tại đây. Trước giờ lên máy bay đến Ấn Độ dự giải, nhiều thành viên của chúng ta đã dương tính với Covid-19. Trong số 6 cầu thủ di chuyển đến Ấn Độ đầu tiên lại có thêm hai cầu thủ dương tính. May mắn là trong ngày 18 tháng 1, 14 cầu thủ tại Tây Ban Nha đã cho kết quả âm tính và có thể lên đường hội quân tại Ấn Độ Tuyển Việt Nam vì thế mà thoát khỏi nguy cơ bị loại do không đủ số cầu thủ tối thiểu theo điều lệ của Asian Cup 2022. Ông Colin Bell đã hoàn toàn có lý để lo ngại cho trận đầu tiên khi tuyển nữ Trung Quốc cũng đang thiếu 6 cầu thủ vì lý do tương tự. Ngoài ra thì một ngôi sao của họ đã gặp chấn thương cổ chân và không thể tập trung là tiền đạo Mira. Tiền đạo 29 tuổi này là chân sút chủ lực trong chiến dịch vòng loại và chiến lược gia người Anh đã phải gọi bổ sung cầu thủ kỳ cựu Won Ha-neun Giai đoạn chuẩn bị của các cô gái Hàn Quốc cũng không suôn sẻ khi họ chỉ thắng một trong bốn trận giao hữu, trong đó là trận đại bại 0-6 trước gã khổng lồ của bóng đá nữ là tuyển Mỹ. Huấn luyện viên Kolenbel cho rằng thể lực và sự tập trung của các nữ cổ thủ Hàn Quốc đang gặp vấn đề. "Đội bóng của tôi có vấn đề về thể lực và sự tập trung, chúng tôi đã quyết tâm cải thiện từ khi đội hội quân vào tháng 12 năm ngoái. Mật độ 2 ngày một trận tại Asian Cup, chúng tôi dường như phải chơi ngay sau khi hồi phục." nên tôi muốn chuẩn bị thật kỹ càng vấn đề này. Dù vậy thì đội tuyển nữ Hàn Quốc vẫn đặt mục tiêu cao là giành vé đến World Cup 2023, vô địch giải đấu và cạnh tranh vị trí số 1 châu Á cùng tuyển Úc và Nhật Bản. Trận đấu giữa tuyển nữ Việt Nam gặp tuyển nữ Hàn Quốc sẽ diễn ra vào ngày 21 tháng 1. Đã rõ thứ hạng của thủ môn Việt Nam trong cuộc bị chọn thủ môn Phúc San xuất sắc nhất thế giới Quý vị và các bạn thân mến, mới đây trang Futsal Planet đã vừa công bố kết quả bầu chọn thủ môn Futsal xuất sắc nhất thế giới năm 2021. Người chiến thắng không nằm ngoài dự đoán đó là thủ thành Brazil Thiago Mendes với số phiếu bầu là 299 phiếu. Xếp thứ hai là thủ môn Leonardo Domelo của Kazakhstan và thứ hạng thứ ba là thủ môn Nicolas của Argentina. Thủ môn Hồ Văn Ý xếp hạng 10 với 21 phiếu bình chọn. Đây là lần thứ hai thủ môn người Quảng Nam thi đấu cho câu lạc bộ Thái Sơn Nam lọt đến top 10. Lần thứ nhất anh lọt vào danh sách 10 thủ môn xuất sắc nhất thế giới vào năm 2018. Hồ Văn Ý năm nay 26 tuổi, anh đã có một năm thi đấu thành công trong áo đội tuyển Futsal Việt Nam và câu lạc bộ Thái Sơn Nam. Năm 2021, Hồ Văn Ý lọt vào top 10 gương mặt thể thao Việt Nam tiêu biểu. Anh được vinh danh là công dân trẻ tiêu biểu thành phố Hồ Chí Minh và hiện là ứng viên số 1 cho danh hiệu bầu chọn của bóng vàng Phú San Việt Nam 2021. Các bạn thân mến, trên đây là bản tin bóng đá tối ngày hôm nay 19 tháng 1. Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Nếu quý vị các bạn thấy hay, hãy like, share và để lại ý kiến của mình. Quý vị các bạn cũng đừng quên đăng ký kênh, sau đó bật nút chuông thông báo để cập nhật những video mới nhất mỗi ngày. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.